những loài hoa gì tặng mẹ ý nghĩa nhất. Tặng hoa cho mẹ là để gửi gắm lời cảm ơn, lòng biết ơn và chúc mẹ luôn tươi vui và mạnh khỏe. Đó là một món quà ý nghĩa nhất mà bạn nên lựa chọn tặng mẹ trong dịp sinh nhật của mẹ hay những ngày lễ lớn trong năm. Tuy nhiên, các bạn phải biết lựa chọn được đúng loài hoa mang ý nghĩa tình mẫu tử nhé. Sau đây, những loài hoa phù hợp nhất để tặng mẹ. Nếu chọn được loài hoa phù hợp thì cũng sẽ thể hiện được sự chân thành của bạn. Cẩm chướng. Vào năm 1900, ở nước Mỹ đã diễn ra một cuộc tranh đấu để có thể chọn được một ngày trong năm dành cho các bà mẹ, tôn vinh những người mẹ luôn vì các con cái. Và đến ngày lễ tôn vinh các bà mẹ thì loài hoa cẩm chướng được chọn là hoa đại diện. Và từ đó đến nay, cứ đến ngày của mẹ thì cẩm chướng luôn được chọn để dành tặng riêng cho người mẹ trong mọi dịp lễ. Không chỉ có thế, loài hoa với những cánh mỏng manh nhưng lại tràn đầy sức sống, thể hiện những hy sinh của những người mẹ luôn sớm hôm tần tảo vì những đứa con của mình. Vậy nên nếu đến ngày lễ gì của mẹ thì các bạn hãy lựa chọn loài hoa này để tặng cho mẹ kính yêu của mình nhé, để thể hiện lòng biết ơn đến mẹ. Lan hồ điệp. Loài hoa mang vẻ đẹp thanh lịch và quý phái sang trọng và còn là loài hoa mang ý nghĩa hiếu thảo với người mẹ. Lựa chọn hoa lan hồ điệp để tặng mẹ là thích hợp nhất trong các dịp lễ. Không chỉ có thế, lan hồ điệp còn mang ý nghĩa đầm ấm và hạnh phúc. Vậy nên, hãy tặng mẹ một bó hoa ý nghĩa này với lời chúc tốt đẹp nhất để thể hiện lòng hiếu thảo và luôn muốn mẹ được sống hạnh phúc bên con cái. Chắc chắn, khi nhận được bó hoa này, người mẹ sẽ hiểu được tình cảm của đứa con mình dành cho họ. Hoa ly. Hoa ly thường được chọn để biểu trưng cho tình mẹ. Hoa hồng. Thông thường, hoa hồng biểu tượng cho tình yêu, hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu, hoa hồng nhạt tượng trưng cho lòng biết ơn, hoa hồng trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, trong trắng. Hoa cúc. Loài hoa gắn liền với một câu chuyện cổ tích nói về tình mẫu tử thiêng liêng. Câu chuyện được kể về một cô bé đi tìm thuốc với mong muốn chữa lành bệnh cho mẹ của mình. Trên đường đi tìm thuốc thì cô đã gặp được Đức Phật và được ngài cho một bông hoa cúc. Đức Phật nói với cô bé, mỗi cánh hoa là một ngày của mẹ sống trên trần gian. Cho đến khi hoa chỉ còn 5 cánh, cô bé sợ rằng chỉ còn mấy ngày nữa thôi là mẹ sẽ mất. Thế là cô đã xé nhỏ từng cánh của hoa cúc với suy nghĩ là được ở với mẹ nhiều hơn. Chính vì bắt nguồn câu chuyện này mà từ đó về sau cho đến bây giờ, cứ nhắc đến loài hoa này là người ta nghĩ ngay đến lòng hiếu thảo của một người con dành cho người mẹ. Vậy nên, nếu sắp đến ngày sinh nhật hay ngày lễ gì, thì các bạn hãy lựa chọn một bó hoa hay giỏ hoa cúc tươi tắn để tặng cho mẹ của mình nhé. Đó là một món quà mang ý nghĩa nhất mà chúng tôi muốn gợi ý đến các bạn nếu bạn đang muốn mua hoa tặng mẹ. Cẩm tú cầu. Một loài hoa đẹp với những cánh nhỏ mỏng manh tạo thành một khối cầu thể hiện cho sự mạnh mẽ. Không chỉ thế, cẩm tú cầu còn là loài hoa tượng trưng cho sự biết ơn và lòng chân thành. Chính vì vậy mà loài hoa này hay được chọn để làm quà mà người con muốn dành cho người mẹ của mình. Đó là một món quà rất là ý nghĩa để thể hiện lòng biết ơn và lời cảm ơn sâu sắc đến tấm lòng của người mẹ, luôn luôn một lòng lo cho con cái.